Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình, và mình là Trendly Gamer. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cùng với biệt đội YouTuber của mình đi tiêu diệt một con vĩ thú vô cùng khó khăn và cam go. Khó rất là xuất hiện trong server, đó chính là củ vĩ nha anh em. Để anh em hãy cùng nhau xem cuộc hành trình nhá. Không, không nhanh không, vô nước là Rồi ra đó, họ nè nha. nè nè. Rồi rồi. Hùng coi có À, chưa? để là giờ mời vô cho. Hùng coi có robot chưa Hùng? Ở giờ mày. Ủa, đâu server Hùng. nào? Đâu Server á? đó Tốc chưa? độ đi. Hùng đâu? Rồi. Đâu server nào? Server nào? Cô Vĩ server nào? Thì đó, để rồi đó. Hùng ghi kia là cái code kìa. Đi Trời đi 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 ơi, đi ghê. đi 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 Cô đi. Vĩ hả? Để em với. Anh Ta cũng chỉ lót thôi. Họ không cần đứng đứng cho lụm ké được rồi, không cần quánh đâu. Tao đâu có lùm ké đây chứ. Dù lùm ké không nè. Ê, cho Mấy em mấy mời tôi nhé. mấy Mời thầy tôi đó là nhé. ghét nhất luôn đó nha. Thì em đánh phụ Đi nè. chờ Em đứng phụ giữa. Mời tôi cái ông Hùng. Đây 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 đây. Ai mời em Mẹ cái? con Cuối cùng. Cú rắm à. Ai ai đó mời em với. Từ từ tới coi. Mời hả? Mời À em. quên. Từ từ đợi em. Rồi rồi. Đừng có gì gấp gáp hết. Thôi, đi gọi vôi đi ơi, chết của Vĩ rồi. Trời ơi. Còn 900 gam máu nhanh vãi luôn. Trời đất ơi. Tốc độ luôn á. Cái này nhanh quá, tính đâu gì ghê. Ủa cuốn đâu rồi? Rồi đâu rồi? Ai biết ai xài cái dũng gì đâu thấy gì đâu. Đây nè. Đây, lượm được rồi. Lượm được rồi. Ngon lành. Ủa? Nam chưa ra nữa à? Em chưa ra. Nhanh Còn quá. không? Mắc Biết luôn nữa rồi, không? Biết nữa quét. không? Còn không? Còn sợ Còn không? tài, tao thấy hết mắc hả? Mắc rồi. Vãi. Gì cái dèo mà Cái nhanh vãi gì ra luôn. mà xài nhẫn thuật? Tao có hai nhẫn thuật luôn á, tao xài tao bấm mấy cái mày Hùng với đâu Hùng đánh gần rồi? chết Coi rồi. có chưa? Đi tìm tiếp, đi tìm tiếp nhanh nào. Đi 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 kiếm kiếm thử con nữa Đây. coi. Phụ phụ em với. Thôi Em ba đâm kìa. trời ơi. Ủa dân vô luôn rồi kìa. Phải. Thôi Hồi nãy không đối thấy thủ giờ luôn có xuất hiện rồi. rồi mời mời đi mời nhanh Nhanh đi. mời. Nhanh đi nhanh Ê, đi. Còn ai 3 phút tạo? nữa dân ơi. Anh tạo đại Ok. đi. Chạy lẻ. Lấy Trời lẹ mất tạo bây giờ. quá. Dạ anh tài tạo đi. Ai chưa có Có. đâu anh bật tay vô. Em chưa có. Em chưa À, có. ai chưa có bật tay vô đi. Rồi. Mình thì có rồi, khỏi lo. Nam. Tao 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 không kiểm tra của tao là luôn có tài không biết có hay không nữa. Tao cũng chưa kiểm tra ta nữa. À tao có Có không biết rồi cũng chưa. mà. Trời ơi, tao lụm xong. Tao lụm xong cái nó biến mất. Phụ Rồi, nhanh phụ. nhanh tốc độ đi, còn có 3 Nhanh phút đi. mà, nhanh đi. 2 phút không mà. Ok. Assassin again. Cái gì mù quá Tốc chịu vậy? độ. Ui da. Rồi. Ủa đánh quẩy luôn hả? Ghê vậy, nhanh hả? Đang Đánh bật bay lẹ lại. lên, lẹ lên. Chưa test thử chiêu của củ vĩ ra làm sao nữa. Đây đủ ba người luôn phải không? Cái Còn ba gì người chưa đúng có vậy? phải không? Ừ. Đúng rồi, đúng Rồi. ba người luôn Còn anh. Dân với Ngộ. Nam Em với Mập Nam. Với em nữa với là đi đủ rồi. nữa. Đủ rồi. Rồi. Kìa, nó còn cá rử máu kìa. Tung hết nhãn thực. Cho con này hiếm mà cùi quá vậy. Kìa, xong rồi, Đó, xong đâu rồi mà kìa. kìa lắm Kêu ấy. rồi kìa. Lắm Lâm đi, lắm đi, lắm Ê, đi. sao bị dính cái gì vậy? Lắm đi kìa. Lụm lẹ. Nam, dân đâu? Em chưa chạy Lụm đi, lụm đi. Dân đâu? Kìa, dân chạy ra lụm lụm rồi. rồi, lụm được rồi, em lụm được Còn còn rồi. ai nữa? Còn Em ai đây, nữa? Cuốn đó mà. Rồi. rồi, rồi, rồi. Lẹ lên giờ vậy ơi, Rồi, ngon rồi, ngon rồi. rồi, Đấy là ngon xài thử rồi. coi. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. rồi, 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 Hên có quá còn gì vậy. Đủ tiền năng Hên luôn, quá đủ tiền vậy. năng luôn. Rồi, Đúng chủ không, tịch đang toàn. xài thử rồi. Ôi, không có quay clip à. Có Em mà. thiếu có 0,6k à. Em thiếu có Coi 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 coi. 0,6k. Ê, Uramazin. Tá Con tao này làm lỗ. sao ta biết thử coi. Hên quá vậy. Đây.
chấp ra 1800 level 500, ok. Dân mở mít đúng lúc này chứ. Ôi nó cũng giống luôn. Giống như là mấy cái kia ha. Giống giống nè. Không, nhưng mà tao thấy mấy cái ui, mấy cái server thường á. Rồi, có mấy, dạ, có mấy bạn xài xài, xài vô ơi, có ba bốn đuôi đồ ghê lắm. Cái để biến ao mình biến thử coi, nhấn nút Z từ Z1, Z2 á. Cho ai cũng có biến hình mình không đủ tiền. Không, nó cũng y vậy ư. À chắc chưa biến được, chưa đủ cấp, nó hiện kìa. Trời ơi, 108. Hết tiền. 108 dễ, 108 dễ. Vô thăm củ vĩ đi. Vô thăm củ vĩ. Ý nè. Ý kìa, nó thả cái tay ra kìa tại. Cài. Nhận đại cái nhiệm vụ đi Nam. Đó, cái chiêu của nó đó. Có chiêu quy nữa, nhắn lại cái gầm mà. Không, cái chiêu quy con nào thấy cũng vậy hết à. Con nào cũng xài quy vậy à. Không thấy tươi hơn đâu. Thấy. Được. 4 đuôi luôn nè. Hùng 4 đuôi nè. Anh nào về tức chết. Như con này 6 đuôi lượng mà. Ủa này đâu phải. Hùng mới có con củ vĩ mà làm sao farm nó được vậy? Hay là có trước đó rồi? Gì à? Cái này con khác, con khác. Chứ không phải vậy đâu. Hình như thập vậy. Bác vĩ hình như bác vĩ. Hùng 8 đuôi như bác vĩ. 4 đuôi bác vĩ. Con củ vĩ là con nào vậy? Ghê không? Thọt cái tay ra kìa. Con mình mới vừa nhận á, còn ông Hùng là tay con bác vĩ ông tay lên rồi. Ồ, vậy con này mình nhiều, chạy lên 9 đuôi. Nhiều ca máu vậy. Sa Sasuke kìa, thử đánh, đi. Đánh anh ơi, em thiếu tiền. Hình như 40 ca máu đúng không? Vậy. Thấy 40 ca máu á. Ngon thì đạp chứ. Đạp ghê lắm. 40k. Tao để tao đẩy về thử cái coi. Vậy muốn đến đây. Nhanh đi còn đi săn con Sasuke mày. Đúng rồi. 40k 836. Phải hai con luôn ấy, một trên 30 mà tìm ra phê luôn ấy. Rồi vậy chủ tịch kỳ này về thất bại à. Chủ tịch đi câu còn để lại một câu nữa. Củ vĩ hết hy vọng rồi, 1/30 tìm chừng nào mới ra. Ủa cái gì vậy, con rồng đẹp gì vậy? Gì con rồng đẹp vậy? Ở đâu vậy? Rồng của bên sức mạnh Yuki á. Chưa có sức mạnh đó. Thả mấy con rồng đen thui lùi á. Đúng rồi. Trời ơi thiệt. Đó. Đứng vào tâm đùi ra phải. Đứng vào tâm cho cho thầy tài xài những thực. Thôi Ni em khỏi lấy những thực cấp cao đi Ni ơi, những thực phân thân á. Sao vậy anh? Đây nè, cho em coi nè. Tài cũng có rồi. Đâu em đâu nè. Đó, vậy thôi đó. Chết rồi kìa, đánh đi. Trời ơi. Lúc trước anh với Tài cũng tưởng đâu là bình thường là trung là nó phân thân được 6 con rồi thì cao cấp lên tệ lắm phải 10 con đúng không? Mà nào ngờ. Đúng rồi. Vẫn phân thân ra được 6 con mà anh này là đấm thẳng về trước. Ôi con Sasuke bị gì đứt yên rồi nè, không giống nhích nữa nè. Vậy là chiêu cái gờ nó lỗ ra ngoài cái vòng hay sao anh? Đâu bị gì? Nó bị đứt yên luôn rồi nè. Chiêu bong bóng nước á, bong bóng nước nó làm chậm con này nè. Không, đâu đó cô thì hả châu hả? Cái thật phân thân không làm được cái gì luôn. Đủ tiền rồi. Cái gì vậy trời, ở đây không phải boss. Trời ơi, đủ tiền rồi. Boss chết rồi làm gì vậy mấy thầy? Nãy giờ ui chứ lên cấp 75 luôn kìa. Cô là trời. Cái gì mà thấy dẫn thần đâu mà nó chạy rồng đâu mà nó lết vô. Thôi còn tiếp nữa to rồi. Em đã có rồi. Giờ làm gì anh? Đạo. Gì? Đi săn boss. Đi săn boss kiếm tiền. 1-2 gì đó, anh có cần chết 1-2 không vậy? Không, máu gì vô đâu có biến được cái gì đâu mà 1-2 chưa đủ cấp. Phải đủ cấp kìa, phải farm thời gian. Làm gì mới đủ cấp anh, đứng treo à. Rồi con tiếp theo là con gì đây? Từ từ. Có con tiếp theo. Nhất vĩ anh. Nhất vĩ. Con tiếp theo nhất vĩ hả? Nhất vĩ cái này tham rồi. À, vai chưa có không? Á, có rồi. Vậy thôi bỏ. Boss luôn nè. Vậy bỏ, con nhất vĩ bỏ. Em chưa có. Em chưa có nhất vĩ hả? Chưa rồi, có. Rồi vậy để lát lên. Như em dân rồi Hùng. Em dân rồi với thằng Ni như cũng chưa có vĩ nào đúng không? Mới cũng... Người. người củ vĩ, nhà củ vĩ, chơi tròn chủ tịch vậy chết rồi. Kakashi kìa. Rồi đi farm. Thầy đi sang. Ủa đúng không? Hình như là còn Vân với em chứ Ni đúng không? Ni cũng chưa có nhất vĩ đúng không? Rồi đúng rồi. Vĩ là cái con bên làng cát á. Đúng rồi, vậy là chưa có, ba người chưa có. Ra tiêu diệt Kakashi ở đâu ạ? À? Bên kia. Kia hả? Thôi video đến đây biệt đội của mình cũng đã tiêu diệt được củ vĩ rồi nha anh em. Nên mình nghĩ nên tạm thời kết thúc tại đây được rồi.
thì mình cũng gửi lời cảm ơn anh em và các bạn đã bỏ không ít thời gian vàng bạc quý báu của các anh em ra để theo dõi video trong ngày hôm nay. Và hẹn gặp anh em và các bạn trong video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye anh em nha.